Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục mình làm video để đánh giá chi tiết cấu tạo của xe Merida Touring 700C dòng Nhật bãi mới về đến cửa hàng mình, hiệu Merida Crash. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để chúng ta cùng trải nghiệm cái cấu tạo và size cỡ của chiếc xe. Và như các bạn thấy là trong khung hình đây thì chúng ta đang có cái chiếc xe Merida, hiệu là hiệu Merida Crash. Và Merida này ấy, là một cái thương hiệu của Mỹ. Và đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và được xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi nhập về trong thời gian gần đây. Xe thì có cấu tạo bằng khung sườn bằng nhôm hợp kim nhôm. Cách phân biệt thì các bạn có thể lấy nam châm hút. Và chúng ta sẽ tiến hành là đo size của chiếc xe này xem là size bao nhiêu, và sẽ phù hợp với những người như nào, chiều cao như nào. Size của chiếc xe này là size 42. Size 42 thì chiếc xe này sẽ phù hợp với những người cao từ 1m62 cho đến 1m72 là sử dụng phù hợp. Merida, hiệu của Mỹ. Xe thì nước sơn cũng còn khá là đẹp, chỉ có xước một vài chỗ thôi. Đằng sau xe được trang bị líp 7 tầng và đè là S-Ram. Đằng trước là đùi đĩa 3 tầng hiệu SR Sun Tour. Như các bạn biết thì S-Ram là một cái bộ chuyển động của Mỹ, cũng chất lượng cũng khá là tốt, tương đương với Shimano của Nhật. Đằng trước là đùi đĩa SR Sun Tour, cũng là một hiệu của Mỹ. Xe thì được trang bị đũa là đũa Elok không han, vành 700C nhôm và quả lốp cũng là quả lốp 700C, đường kính là khá là to. Mayer nhôm. Xe những cái dòng touring của Nhật này thì nó sẽ trang bị phanh V. Các bạn có thể lên Google search là Merida cách Crash, cách cái model nó ra là sẽ ra được cái model của xe 8200. Bên trên tay lái của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là xe có trang bị một bộ phốt gật gù. Cái phốt này có thể lớn hơn ốc ngoài ra để có thể chỉnh cao thấp. Và chúng ta có hai tay vặn chuyển số bên phải và bên trái. Đằng trước chúng ta có một logo hiệu Merida và đi kèm theo đó là một giảm sóc 700C. Bánh trước thì cũng là có vành 700C và quả lốp 700. Sơn của chiếc xe còn khá là đẹp. Xe này có size là 42cm, phù hợp với những người cao từ 1m62 cho đến 1m72, có thể sử dụng phù hợp. Và giá của chiếc xe này là 4 triệu rưỡi
Giá của chiếc xe này là 4 triệu rưỡi. Nếu quý vị quan tâm đến chiếc xe này có thể liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975 709 943. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho quý vị chế độ bảo hành và những cái phụ kiện đi kèm. Với quý khách ở xa thì hãy liên hệ với chúng tôi để biết được cái phương thức thanh toán cho quý khách ở xa. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều cái xe đạp thể thao các loại khác. Quý khách hãy ấn đăng ký kênh YouTube ở trên YouTube và ấn kết bạn với Facebook ở trên Facebook để theo dõi những cái video xe mới nhất của chúng tôi. Như vậy là mình đã tiến hành review xong cái chiếc xe Merida Touring bánh 700 và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tại mình sẽ tiến hành review những cái chiếc xe mới khác. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.